Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series giới thiệu đội tuyển tham dự AIC 2019. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai đội tuyển đại diện cho khu vực Việt Nam, khu vực đang ở trên đỉnh cao của Liên Quân Mobile với chức vô địch AWC 2019. Đầu tiên là Team Flash, niềm tự hào của Liên Quân Mobile Việt Nam. Team Flash là đội tuyển vĩ đại nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam tính đến thời điểm này với 3 lần liên tiếp đăng quang tại đấu trường danh vọng. Họ cũng là đương kim Á quân AIC 2018, đặc biệt hơn là đương kim vô địch AWC 2019. Team Flash đến với AIC 2019 với tư cách là hạt giống số 1 của Việt Nam sau khi vượt qua HTVC IGP Gaming trong trận chung kết của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019 với tỷ số 4-2. Đội hình của Team Flash không có gì thay đổi so với AWC 2019, vẫn là một bộ khung quen thuộc gồm có đội trưởng gấu đường tà thần Caesar, người đi rừng ADC, Xuân Bách ở đường giữa, Proy trợ thủ, Đạt Còi đường rồng, cuối cùng là Eli có thể thi đấu tốt ở cả đường rồng và đường Caesar. Lối chơi của Team Flash được xây dựng xung quanh bộ ba chủ chốt Xuân Bách, ADC và Proy. ADC hiện đang là người đi rừng số 1 Việt Nam và cũng có thể coi là người đi rừng số 1 thế giới với danh hiệu MVP mà anh ấy giành được tại AWC 2019 vừa qua. Từ thời điểm bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, ADC đúng như cái tên của mình, nổi lên như một thần đồng với những chất tướng xạ thủ gánh đội như Violet, Lindis. Nhưng ở thời điểm này, ADC đã hoàn thiện hơn rất nhiều với những mẫu tướng sát thủ như Nakroz, Enzo. Lối chơi của ADC đa dạng và khó bắt bài. 3 mùa giải đấu trường danh vọng liên tiếp, ADC là người chơi có số điểm hạ gục nhiều nhất và cũng là người chơi có lượng vàng trên phút lớn hơn rất nhiều so với phần còn lại. Từ kiểm soát mục tiêu lớn cho tới những pha highlight đẳng cấp, ADC chưa bao giờ khiến cho các fan hâm mộ của Team Flash phải thất vọng. Tiếp theo là siêu sao đường giữa, Xuân Bách, một huyền thoại sống của Liên Quân Mobile Việt Nam. Bể tướng của Xuân Bách rất đa dạng, từ những pháp sư truyền thống như Rat, Tulen cho đến những đấu sĩ như Veres hay cả xạ thủ như Elsu, Xuân Bách đều chơi rất hay. Xuân Bách đã vô địch tất cả mùa giải đấu trường danh vọng mà anh ấy tham dự với 4 lần nâng cao thanh gươm danh vọng, cùng với đó là những thành tích ấn tượng tại các kỳ AIC, ASEAN và đặc biệt là chức vô địch AWC 2019. Lối chơi của Xuân Bách cũng có thể biến chuyển nhịp nhàng để phù hợp với chiến thuật của đội tuyển, khi thì là người đảm nhận vai trò sát thương chủ lực gánh đội, nhưng cũng có khi Xuân Bách chơi như một trợ thủ thứ hai. Với việc là đầu não và là người côn tim trong những pha di chuyển và giao tranh của Team Flash, nên dù thi đấu với chất tướng và vai trò nào đi chăng nữa, Xuân Bách vẫn luôn biết cách tỏa sáng. Proy là người giúp cho tam tấu hủy diệt của Team Flash trở nên hoàn thiện với vai trò trợ thủ. Với một bộ não thông minh, khả năng đọc tình huống và đọc trận đấu siêu việt, Proy luôn đưa ra những quyết định táo bạo mang đầy đột biến. Chất tướng của Proy cực kỳ khó đoán, từ trợ thủ truyền thống như Alice đến những vị tướng mạnh trong meta như Bandum hay những con bài đặc dị như Enzo, Alistar, Proy luôn là người dẫn đầu xu thế. Với sự biến ảo khôn lường của bộ ba Xuân Bách, ADC, Proy, Team Flash rất khó bị bắt bài. Đội trưởng Gấu là người đã gắn bó lâu nhất với Team Flash kể từ khi đội tuyển này được thành lập. Điểm mạnh của Gấu là khả năng chơi chắc chắn ở khu vực đường đơn với những chất tướng như Omen, Richter, Veres, luôn khiến những người đồng đội yên tâm cả ở trong lẫn ngoài trận đấu, đặc biệt là những lời động viên tinh thần đúng lúc. Gấu đã dìu dắt những người đồng đội qua những khó khăn để đạt hết từ vinh quang này đến vinh quang khác. Một thành viên gạo cội khác của Team Flash là Đạt Còi. Không quá hổ báo mỗi khi chơi những chất tướng xạ thủ như Van Hên, Theoanas và cực kỳ chắc chắn khi chơi những chất tướng mang thiên hướng phòng ngự ở đường rồng như Maja, Ibernet, Đạt Còi khiến những người đồng đội không cần phải quan tâm đến mình quá nhiều để dành thời gian và tài nguyên cho những mục tiêu lớn hơn. Cuối cùng là người em út của Team Flash, người gia nhập muộn nhất nhưng đã để lại rất nhiều dấu ấn, Eli. Nổi bật với cá tính mạnh mẽ cả trong game lẫn ngoài đời, Eli khiến cho những người hâm mộ rất thích thú với phong cách của mình. Có thể thi đấu được tốt cả vị trí đường rồng và đường tà thần Caesar với những con bài có khả năng tạo đột biến cao như Florentino, Yena, Hayate, Celica. Eli là mảnh ghép hoàn hảo để giúp cho Team Flash vươn ra thế giới với chức vô địch AWC 2019. Với một bộ khung đội hình ổn định và đều đang ở độ chín trong sự nghiệp, Team Flash chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AIC 2019. Đại diện thứ hai của Việt Nam tham dự AIC 2019 là HTVC IGP Gaming. Chỉ nửa năm trước đây thôi, HTVC IGP Gaming còn bị rớt hạng tại đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019, nhưng họ đã quay trở lại mạnh mẽ với việc thay máu đội hình, đăng quang tại đấu trường danh vọng Serie B và đứng đầu sau vòng bảng tại đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019 để trở thành đội tuyển đầu tiên giành tấm vé tới Thái Lan tham dự AIC 2019 của khu vực Việt Nam. Đội hình của HTVC IGP Gaming bao gồm KA đường Caesar, Toto đi rừng, Lạc Lạc đường giữa, Daim đường rồng, Chobit trợ thủ và Ness dự bị. KA là nhân tố nổi bật trong đội hình của đội tuyển này với thế mạnh là những chất tướng đấu sĩ tạo đột biến như Yena, Richter và Superman. Gần như không bao giờ thua đường, luôn tạo ra sự khó chịu lên đội hình đối phương với những tình huống đầy lẻ và những pha xử lý tạo đột biến trong giao tranh. KA là một trong số những người chơi đường trên tốt nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam. Với kinh nghiệm từng thi đấu quốc tế tại AIC 2018 trong màu áo Overclocker, chắc chắn các đối thủ sắp tới của HTVC IGP Gaming sẽ phải để mắt rất nhiều đến KA. Một thành viên nữa cũng từng để lại ấn tượng đậm nét tại đấu trường quốc tế là Toto. Pha highlight của Toto tại AIC 2018 đã thể hiện hết tài năng và phẩm chất của chàng trai trẻ này.
Người mới chuyển đến với HTVC IGP Gaming từ kỳ chuyển nhượng giữa mùa nhưng đã hòa nhập nhanh chóng và trở thành một mảnh ghép phù hợp để lối chơi của đội tuyển này hoàn thiện hơn. Những bước di chuyển linh hoạt, những ý tưởng dị biệt và khả năng chớp thời cơ là điểm mạnh trong lối chơi của Toto. Lindis, Quicknack và Enzo chắc chắn sẽ là những vị tướng mà đối thủ cần phải đưa ra sự cân nhắc về những lượt cấm và người đi rừng của HTVC IGP Gaming. Lạc Lạc là tuyển thủ đã gắn bó với HTVC IGP Gaming từ khi đội tuyển này mới thành lập. Là người chơi đường giữa theo phong cách cổ điển với những mẫu pháp sư truyền thống như Liliana, Laurel, Tulen, Lạc Lạc đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến của HTVC IGP Gaming, giúp đội hình và chiến thuật của họ vận hành một cách trơn tru và hiệu quả. Người đi đường rồng của HTVC IGP Gaming là Daim. Chàng trai trẻ này có phong cách thi đấu an toàn, thiên về giữ vị trí và gây sát thương ổn định với những chất tướng như Hayate, Van Hen, Maja. Sự chắc chắn của Daim cũng đóng góp rất lớn vào thành công của HTVC IGP Gaming tại mùa giải năm nay. Cho biết là một trường hợp thú vị trong đội hình của HTVC IGP Gaming. Từng lùi về phía sau với vai trò huấn luyện viên khi mà quãng thời gian thi đấu trước đó ở vị trí đường đơn không quá thành công, nhưng khi quay trở lại thi đấu trong màu áo mới, Cho biết đã chuyển mình ngoạn mục để trở thành một trong số những trợ thủ hay nhất tại đấu trường danh vọng. Khả năng kiểm soát bản đồ rất tốt cùng với những tình huống kêu gọi giao tranh xuất sắc, thêm vào đó là chất tướng đa dạng, từ Bandung tới Payna hay cả sự lựa chọn dị như Amelie, chắc chắn Cho biết sẽ là một tuyển thủ rất đáng xem tại AIC 2019. Với sức trẻ và khát khao chinh phục, cộng thêm những thành viên đầy tài năng trong đội hình, HTVC IGP Gaming hứa hẹn sẽ là một nhân tố rất thú vị tại AIC 2019 lần này. Giải đấu quốc tế AIC 2019 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 11 tới 24 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Hãy đón xem và cổ vũ cho đội tuyển mà bạn yêu thích trên hành trình trở thành nhà vô địch thế giới. Và hẹn gặp lại các bạn trong số giới thiệu đội tuyển lần sau. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.